Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thảo Sinh Nhân TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới nè các bạn ơi. Thì hôm nay trong game Play Together, nó nói là mấy cái mà đồ mà mua bằng vàng á mọi người, bây giờ nó bán bằng kim cương á. Với lại là hôm nay nó lại ra một cái gói mới nè mọi người. Không biết là mọi người có đổi được chiếc xe chưa, chứ mình vẫn còn thiếu một món nữa mới đổi được chiếc xe. Trời xui ghê luôn á. Thôi là hôm nay là mình review chiếc xe đó mọi người. Thì á, trong game nó mới ra cái gói ở trong cái cửa hàng đó mọi người. Bây giờ là mình sẽ bấm cho các bạn coi thử nha. Thì đây nè mọi người, cái gói cá ngựa hồng. Oh my god luôn á trời. Mình nhìn cái con này á, mình liên tưởng đến cái con gì, con cá ngựa trong Pokemon đó mọi người. Mình không rành Pokemon lắm nhưng mà mình nhìn nó giống y gan cái con đó luôn. Không biết là các bạn có thấy nó giống con đó không? Bây giờ là mình sẽ mua thử nha các bạn. Đây thì sau khi mình đã mua xong rồi này các bạn, bây giờ là mình sẽ thoát ra ngoài để mình nhận cái bộ trang phục này nha. Đó, trời quá trời tốn tiền quá mọi người. Để mình sẽ bấm vô cái điện thoại á, thì đây chính là cái gói vật phẩm nè mọi người. Đó thì bây giờ mình sẽ bấm nhận nữa nha. Trời xuất sắc luôn á mọi người. Đây chính là cái mũ cá ngựa hồng nè. Nhìn ở ngoài trước á thì nó hơi xấu một tí, nhưng mà nhìn ở ngoài sau nhìn nó rất là dễ thương luôn á mọi người. Đó. Rồi ok mọi người, bây giờ là mình sẽ bấm vô để mà mình mặc cái trang phục đó cho mọi người coi nha. Đó trời, đúng siêu xinh luôn á mọi người, kết hợp với cái cánh nữa trời, xuất sắc. Nè mọi người, bây giờ là mình sẽ chỉnh tất cả các kích thước để cho các bạn coi là kích thước nào nó sẽ phù hợp với cái trang phục này nho. Đó, nhìn rất là cute luôn á mọi người. Ở phía trước nhìn nó hơi kỳ kỳ, nó hơi xấu xấu đúng không? Nhưng mà nhìn ngoài sau đúng xinh luôn, đúng cute luôn nè. Con mắt nó lòi lòi lên đó mọi người, nhìn rất là dễ thương luôn á, giống như mình tưởng nó là con cá thòi lòi đúng không mọi người, mà ai về nó là con cá ngựa nha mọi người. Hồi nãy mình chơi thì chơi có một bạn á gọi mình là con cá chép nữa, trời đất ơi luôn á. Rồi ok mọi người, bây giờ là mình sẽ vô tiệc trò chơi để mình chơi thử cho các bạn coi nho, coi nó chạy như thế nào và nó chơi như thế nào nha mọi người. Nè, kết hợp với cái cánh thiên thần của mọi người nhìn rất là hợp luôn á. Trời không ngờ mà tôi kết hợp được một bộ đồ mà nó xinh như vậy luôn á mọi người, kiểu màu hồng luôn á. Trời, tôi rất thích màu hồng nha mọi người. Tại vì tôi rất thích Blackpink cho nên là tôi rất thích màu hồng nha mọi người. Đơn giản thôi. Đó, thì bây giờ mình đang chơi tiền trò chơi nha mọi người. Ôi trời đất ơi. Nãy giờ mình có cái dòng chữ nó nói là mấy cái món quà, mấy cái món đồ mà mua bằng vàng á mọi người. Bây giờ nó bán bằng kim cương. Mà nãy giờ mình lo nhìn cái chữ, dòng chữ đó. Cái bây giờ mình mới để ý là nãy giờ người ta chết gần hết luôn rồi đó mọi người. Chỉ còn có 6 bạn thôi. Đó thì bây giờ cái dòng chữ nó xuất hiện nè, bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn coi nha. Các bạn nghe nha. Trời tôi ưa bị loẹo lử lắm á mọi người. Thì đây là một sự kiện bất ngờ đang được diễn ra. Life Friend, cơ hội mua vật phẩm mà trước đây chỉ có thể mua bằng vàng. Thì bây giờ nó cho các bạn mua bằng kim cương lại nha, nhưng mà chỉ có một số vật phẩm thôi nha mọi người, chứ không phải là mua hết tất cả các đồ trong Life Friend nha. Đó. Ok mọi người, mình đã top 1 rồi nè, rất là dễ dàng luôn. Tự nhiên mình đang chơi cái nó chuyển qua cho mình cái này luôn á mọi người. Tuy là mình không có thoát ra luôn á, kiểu như nó bị lắc hay sao á mọi người. Mình chưa chơi được cái vòng, mình mới vừa chơi được cái vòng con búp bê không, cái nó chuyển cho mình qua một cái màn chơi nhiều đông nhiều người khác luôn á. Không thể là nó bị lắc hay sao á mọi người. Nãy giờ mình chơi game mình thấy nó lắc khá là nhiều luôn á. Đây thì bây giờ mình sẽ chạy vô cái đường băng này nha mọi người. Nói trời, mình cực kỳ ghét cái trò chơi đường băng luôn á. Tại vì chơi trong đây nè mọi người, nó đó, mỗi lần mà mình đang đi kiểu như đang có hứng á mọi người, tự nhiên đụng chúng ta cái nó bị giật lại. Với lại một điều nữa là càng đông nó ưa đẩy mình lắm á. Đó, bây giờ mình sẽ quên. Đó, lâu lâu á thì mình kiểu như là cái tay của mình đó, nó ưa ra mồ hôi á mọi người, cho nên là nó ưa bị trơn trượt lắm. Đó, xém té nó trời. Đó, đi rất là nhẹ nhàng nha. Cái này là mình không đi đường tắt nha mọi người. Hồi lúc là có mấy cái clip mình đi đường tắt được á, kiểu như nó hên thôi mọi người. Chứ mình đi 5 chặng thì mới có một chặng mình đi đường tắt được. Đó thì mình sắp gần tới đích rồi nè mọi người. Đó, khúc này mình sẽ nhảy lên. Thì nếu mà bạn nào mà chưa chơi rành á, thì khúc này, mấy khúc này á các bạn cứ nhảy cho mình nha. Nhảy thì nó mau lại tới đây lắm. Còn nếu mà các bạn nào mà kiểu như chơi pro á, các bạn có thể kiểu như là điều khiển cái con nhân vật của mình lướt qua luôn, khỏi cần nhảy cũng được. Nhưng mà mình thấy cái kiểu đó nó ưa bị trơn trượt lắm. Với lại cái kiểu đó là làm
khi mà ít người á, chứ làm khi mà đông người là nó đẩy bạn té sắp mệt lờ luôn á. Rồi tiếp theo là cái map đua vượt chướng ngại vật. Thì cái map trong đây á, nó có một cái dài đường tắt nè mọi người, nhưng mà lâu lâu á, hên á thì mình mới đi được á. Kiểu như là lâu lâu mình mới gặp cái map này, cho nên là mình đi nó hơi bị sukana mọi người, bị xui á. Đó. Rồi, khúc này mình sẽ nhảy thử. Tại vì cái khúc đầu ở chỗ này nè mọi người, thì mọi người nên nhảy trước đi. Rồi sau đó là tới mấy cái khúc này á, thì mọi người mới là tìm cái mẹo là mình sẽ đợi cho cái con nhân vật của mình tiến tới một chút. Nếu như mà nó lúng như vậy nè mọi người, thì là nó sẽ làm cho mình rớt xuống nha. Còn cái nào mà không lúng á, thì mình có thể đi qua được luôn. Đó, thì cái khúc này thì các bạn có thể vừa đi vừa nhảy liên tiếp nha mọi người. Đó, thì ở chỗ này có cái khúc đường tắt nè. Thì bây giờ mình sẽ nhảy vô cái bậc thứ hai, nhưng mà mình chưa nhảy nữa thì mình lại bá cái màu đỏ rồi, cho nên là nó bị xui á mọi người. Trời, mọi người thấy gì không? Mình nhảy được rồi mà các bạn trắng trắng hồi nãy á, các bạn đó bạn đẩy mình té xuống cái màu đỏ luôn, rồi xui luôn á. Rồi luôn, tới công chuyện luôn rồi. Đây mình sẽ đợi cho mấy bạn này. Mấy bạn này nhảy nhưng mà hơi lâu, cho nên là mình nhảy trước. Nó nhảy rất là dễ dàng luôn á mọi người. Tại vì lâu lâu á mình xui á, mình nhảy 2-3 lần thì mới được. Còn cái nào mà mình hên á mọi người, mình nhảy đúng một lần luôn á. Đó. Ok, kệ đi, hạng 5 con sau, chút nữa mình lấy lại hạng 1. Rồi, cái map thứ 3 đó chính là tìm lỗ. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ chơi nha mọi người. Thì cái map này á mọi người, hồi nãy mình để ý á, mình chơi cái map này mình sẽ đi từ cái phía bên tay trái nha mọi người, đừng có đi bên phía tay phải, tại vì nó bị mình không hiểu tại sao luôn, nhưng mà mình đi phía bên tay trái thì nó ưa xuất hiện cái lỗ á mọi người. Đây mình đang đi phía bên tay trái nha. Đó, mình gớt xuống là mình đi phía bên tay trái liền cho mình. Đó. Thấy không? Nãy giờ mình đi bên phía tay trái là nãy giờ mình xuất hiện ra mấy cái lỗ liên tiếp luôn á. Đây mình lại tiếp tục đi bên phía tay trái nè. Đó, nó lại xuất hiện ra một cái lỗ luôn. Như vậy là mình đã được top 1 nè mọi người. Rồi các mọi người ơi, tiếp theo là cuộc đua mê cung. Đấy, thì trò này chơi cũng khá là dễ. Bây giờ mình sẽ đi line ride nha mọi người. Đó, thì bên kia bị chặn một khúc rồi, cho nên là mấy bạn đi bên kia là hơi bị xui nha. Đó, hên quá. Rồi khúc này bị chặn rồi. Thì cái mẹo này á mọi người nên đi là cái kiểu như là đi gần ở chính giữa cái cục đó, thì mọi người có thể quan sát được cái cục đó có bị chặn hay không nha. Đó, thì các bạn cái đường tắt bên kia là nó bị cục rồi đó mọi người, cho nên là mình sẽ đi cái đường vòng. Cho nên là hơi lâu một chút nha. Đó, mình đi tới phía khúc giữa, gần giữa là mình chuyển qua liền. Đó, thì cái khúc này là hên xui nha mọi người. Tự nhiên các bạn đó đứng mà các bạn đó không chọn, cho nên là bạn đó bị xui luôn. Ok mọi người, tiếp theo là mình sẽ đua cái map là đua xe tốc độ con rồng nha. Trời đất ơi, nãy giờ tôi chơi mày pin yếu luôn á mọi người. Ghê thiệt chứ. Đó, thì cái mẹo trong cái map này á là mọi người đi bên phía màu tím giống như mình như vậy nè. Đó, mình sẽ nhảy lên. Nhảy liên tiếp lên cho mình nha, đừng có ngưng, tại vì ngưng là mình sẽ không giành được top 1 đâu. Đó, thì bạn kia. Đó, thì mình chơi cái map này á hơi khó chịu một chút là nó có thể đẩy mình nha, nhưng mà không sao, mình sẽ giành top 1 bằng cách là mình sẽ đi bên phía cái màu đậm hơn. Đó, tại vì mình không hiểu tại sao luôn, kiểu như là nó bị lời nguyền á mọi người. Mình đi bên phía mình đi bên phía nào mà có kiểu như là cái màu nó đậm đậm á thì nó giúp cho mình chạy nhanh hơn á, không hiểu tại sao luôn. Đó, thì tới mấy khúc này mình nhảy lên thôi. Đấy. Yeah, mình đã được top 1 rồi nè mọi người. Mình sẽ đấu với các bạn hạng 2 ở bên kia nha. Ok mọi người, lại tiếp tục lại trò chơi đèn đỏ đèn xanh. Đây thì mình nghĩ là mấy cái mẹo này trong cái map trò chơi này á thì các bạn cũng biết rồi, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho những bạn nào mà mới chơi nha, mới tập chơi. Đấy, mình sẽ đi như thế này, đi cứ bình thường thôi mọi người. Chừng nào mà nó lửa đỏ thì mọi người nhảy lên cho mình được rồi.
Còn kiểu như của mình chơi á là mình vừa tiến lên mà vừa nhảy lên nữa, kiểu như là mình ăn gian được một khúc khá là rộng luôn á mọi người. Đó, mình vừa tiến lên mà mình vừa nhảy lên nữa. Cái đó thì mọi người chơi kiểu như là chơi lâu á, chưa quen tay á, với lại là kiểu như là mình canh được á mọi người, cho nên là mới nhảy được giống mình thôi. Còn nếu mà bạn nào mà mới tập chơi á thì mọi người chỉ cần nhảy lên được rồi, hoặc là mọi người sẽ bấm vô cái hành động đó. Ôi bạn kia bạn chết rồi đó mọi người, bây giờ chỉ còn có một mình thôi. Thì đây chính là cái vòng cuối nè. Đó, mình sẽ chạy khá là chậm rãi nha mọi người. À quên, nãy giờ các bạn có thấy để ý cái con nhân vật của mình từ phía sau cái góc nhìn không? Mình cảm thấy nó khá là dễ thương luôn á. Có ba cái kiểu như là ba cọng râu mèo vậy mọi người, nó bung ra vậy á. Với lại hai con mắt nó thòi lòi ra nhìn rất là cute luôn. Thêm cái bộ cánh nữa, trời xuất sắc luôn á mọi người. Đó, thì xương xương như vậy thôi là nãy giờ mình giành được khá là nhiều hạng 1 đó mọi người. Bây giờ là cuối cùng là mình top 1. Nhưng mà mình không hiểu tại sao luôn. Cái này kiểu như nó bị lắc hay sao mọi người. Cái con nhân vật của mình nó núp ở ngoài sau cái cục màu vuông vuông á. Rồi ok các bạn ơi, thì chắc video clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Thì các bạn nhớ cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh, và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới là các bạn là người xem đầu tiên nha. Thì có các cái gói mới nữa thì mình sẽ review cho các bạn coi nha. Bye bye.